chào tất cả các cô gái xinh đẹp. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Lala cũng như là quay trở lại với Hama Beauty. Ngày hôm nay thì mình mang đến đây swatch và review 3 màu son của Trend It Up. Đây là một dòng son đến từ nước Đức. Ở đây mình có 3 màu như thế này. Đây là màu số 476 này, 478 và 477. Đây là 3 màu mà mình cảm thấy cực kỳ dễ đánh này, và kiểu phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi tông da của các bạn ý. Mình đã thử swatch rồi và nó rất là mềm môi, nó có dưỡng, nhưng mà dưỡng ở đây nó không bị bóng môi kiểu bóng dầu đâu. Son lên thì rất là đều màu, nếu mà mình chỉ quẹt từ 1 cho đến 2 lớp thì son sẽ lên rất là nhẹ và kiểu nó sẽ chính xác như cái màu son luôn. Bây giờ thì mình sẽ swatch và review cho các bạn kỹ hơn về ba cái màu son cực kỳ hot này nhá. Màu đầu tiên ý, thì mình sẽ swatch chính là màu số 476, màu là một màu hồng san hô mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ thử đánh lên môi xem nhá. Đây là dòng son matte, mình sẽ đánh son này. Cái đầu son như này thật sự cũng rất là dễ đánh luôn ý, nó cũng là cái đầu son mà rất là phổ thông luôn. Thiết kế son này ở đây được chia làm 1, 2, 3 lớp này, nhìn kiểu cũng rất là kiểu sang sang ý. Ở trên thân son còn có cái chữ ở đây nữa này. Đấy. Màu này thì khá là nhẹ nhàng. Bạn nào còn đang đi học, đang đi làm ý, kiểu làm việc trong môi trường công sở nữa, mình kiểu không thích kiểu màu chói quá mà kiểu nhẹ nhàng thôi. Màu này là kiểu son kiểu màu môi nhưng mà lại kiểu xinh hơn. Màu tiếp theo là màu số 478 nhé. Đây là một màu hồng, màu này kiểu hồng baby này. Đây là mình đã đánh đến 2 hoặc 3 lớp rồi, son lên màu đã đậm rõ hơn. Ui, màu này xinh nhé. Đây, mình đánh kiểu lòng môi xong mình bặm ra một chút thôi. Bây giờ mình sẽ thử đánh cả môi xem nhé. Màu số 3 là màu mà mình cực kỳ thích. Đây là màu số 477, là một màu đỏ. Màu đỏ nhưng mà sẽ có một chút kiểu hồng, ánh hồng một tí thôi, nhưng mà nó sẽ thiên về đỏ hơn. Mình sẽ đánh nhá. Nó kiểu đỏ hồng nhưng mà mình cứ tưởng là nó sẽ thiên về đỏ hơn, mà khi lên môi mình thì nó sẽ thiên hồng hơn. Với cái mức giá cực kỳ phải chăng đến từ dòng son đến từ đất nước Đức này, mình thấy là cực kỳ phù hợp với các bạn nào mà đang muốn tìm một son lì nhưng mà vẫn có dưỡng. Ở mùa hè sắp đến rồi thì son lì vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất đối với các cô gái của chúng mình. Hiện tại nhà hàng May đã có sẵn tất cả các son của Trend It Up, và đây là ba cái màu mà mình thấy là dễ đánh nhất, phù hợp với mọi tông da và mọi hoàn cảnh, các bạn có thể sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào, ví dụ như đi học, đi chơi, đi du lịch hoặc ngay cả đi làm đi chăng nữa. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, đến đây và mua son nào.